Dạ, kính thưa đại chúng, sau đây con xin phép đọc Pháp âm kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Pháp, Pháp lời Phật dạy truyền trao những điều chân thật tối cao thiện lành. Pháp gồm Pháp học Pháp hành, chuyển mê thành ngộ chuyển tà thành chân. Học kinh nghe pháp một phần hành thiền tu tuệ chuyến cần cổng phu không nghe sáo pháp như mù chảnh tà không hiểu biết tu đường nào tôn thờ đức phật tội cao mà không biết pháp thì sao khỏi lầm thể tôn ban diệu pháp âm Nhân gian tỉnh ngộ lỗi lầm tiêu tan Ngày nào chánh pháp còn ban Thì đường chánh đạo lạc án vẫn còn Ngày nào chánh pháp thọ trì Thế gian còn có người đi niết bàn Pháp thiện lành Thế tôn thuyết pháp thiện lành chú viên hoàn hảo tịnh thanh vẹn toàn mở đầu hướng thiện từng câu trung gian hướng thiện đạo màu chảnh chân cuối bài cũng hướng thiện nhân làm lành lãnh giữ thoát trần khổ đau thiện lành thuyết giảng trước sau dạy người bỏ ác hãy máu làm lành dạy người giải thoát tử sanh dạy người giáo pháp thực hành tu tâm dạy người xa lánh lỗi lầm dạy người từ bỏ hết tâm mê tà dạy người việc ác tránh xa dạy người bỏ hết thói tà sĩ mê dạy người ta biết đường về tu tâm giải thoát trừ mê diệt tà tu tâm giác ngộ về ta đoạn trừ phiền não mới là thiện tâm thế tôn nói pháp thầm thâm thiện lành khái mở ra tâm thiện lành thế tôn giải pháp học hành pháp tu giác ngộ thiện lành tội cao Pháp thiết thực hiện tại Pháp lành thiết thực ngay đây Ở trong hiện tại dựng xây tâm mình Khi nào phiền não khởi sinh Hướng về xảo Pháp tâm mình tịnh ngay Lòng tham ngũ dục xấu dày Quảng thân bất tịnh đoạn ngay tức thì khởi lên sân hận ngu si từ tâm ban trải tức thì lạc an ác tâm não hại chữa chan bi tâm cứu khổ tâm an thiện lành khởi lên ghen ghét cạnh tranh hỷ tâm vui vẻ thiện lành tốt tươi xả tâm tự tại với người khen chê yêu ghét khóc cười thản nhiên pháp là thiết thực hiện tiền khi mình giữ giới thì liền thánh cao khi tâm thiền định chẳng lao ngay trong hiện tại dồi dào lạc an khi tâm chứng ngộ niết bàn đoạn trừ phiền não an nhiên tháng ngày pháp lành thiết thực tỏ bài Ngay trong hiện tại đời này đổ xa Hành trì giáo Pháp Phật Đà Tự mình trải nghiệm ngộ ra Pháp lành Pháp vượt thời gian Pháp lành vượt khỏi thời gian Pháp lành giác ngộ lạc án tức thì pháp lành trừ diệt sân si ngay trong hiện tại tức thì lạc an nội tâm phiền não ngập tràn khởi lên chánh niệm thì an tâm liền không tu tâm trí muộn phiền tu theo giáo pháp muộn phiền tiêu tan không tu phóng vật bất an tu theo giáo pháp chẳng phan tục trần Không tu tham đắm hận sân Tu theo giáo pháp tâm dần tịnh thanh Không tu chẳng biết làm lành Nhờ tu theo pháp trở thành thiện nhân Không tu sinh tử xoay vần Nhờ tu theo pháp thoát trần tử sinh Không tu chìm đẫm vô minh nhờ tu theo pháp tự mình tuệ tri không tu thì mãi ngu si nhờ tu theo pháp chánh tri tỏ bày không tu sầu khổ lắm thay nhờ tu theo pháp vui ngay trong mình không tu sinh tự tự sinh nhờ tu theo pháp tự mình thoát ly không tu khổ mãi trường kỳ nhờ tu theo pháp mà đi niết bàn pháp lành không có thời gian pháp lành cho quả lạc an tức thì pháp đến để mà thấy pháp lành vi diệu xấu xa đến để mà thấy thấy thì ngộ ra những lời thuyết giảng Phật Đà Nổi lên sự thật sâu xa tột cùng Phải dùng trí tuệ viên dung Để mà thấy Pháp tột cùng sâu xa Sắc danh chân để trong ta Thấy rồi sẽ hết tâm tà tưởng sai Hướng về quá khứ tương lai thấy nhân thấy quả đúng sai tỏ tường nghiệp lành phước quả phi thường Những gian thiên giới là đường lành vui ác nhân đỏ sứ dập vùi súc sinh địa ngục ngậm ngùi đau thương thấy sinh thấy diệt vô thường ngộ ra chân lý chẳng nương chốn nào Tự sinh phiền não khổ lao, Thấy điều vô ngã nó nào phải ta, Thấy rồi thì tự thoát ra, Niết bàn tịch diệt mới là thật chân. Pháp hướng thượng Phật đã nói Pháp thượng nhân, Người nào thấy Pháp chảnh chân hiện tiền. Pháp lành gột rửa não phiền Người không phiền não thì liền thượng nhân Pháp lành từ bỏ hận sân Người không hiềm hận thượng nhân đã thành Xưa kia ác ý hại sanh Nhờ nương giáo Pháp tâm lành vị tha Khi xưa dối trả gian tà Từ khi nghe Pháp thà chánh chân khi xưa tà dục bất nhân nhờ nghe giáo pháp dần dần lý tham khi xưa vô quý vô tàm không hề hổ thẹn việc làm xấu xa từ khi nương pháp phật đà thì tấm tàm quý xấu xa chẳng làm khi xưa tán loạn rộn ràng từ khi nghe pháp nhẹ nhàng định tâm khi xưa mê muội lỗi lầm từ khi nghe pháp chánh tâm hướng về khi xưa sanh tử bốn bề nhờ nương giáo pháp trở về thoát ra pháp lành hướng thượng phật đà đưa người từ chỗ mê tà đi lên từ trong sinh tử vững bền đến nơi giải thoát là lớn niết bàn pháp người trí mới hiểu pháp lành người trí hiểu ra người không có trí khó mà liễu thông vì đời quen thói viễn vông chỉ nhìn dáng vẻ mà không tận tường là ánh sáng dẫn đường Người nào có mắt thì thường thấy ngay Mắt là trí tuệ hiển bài Vậy người có trí thấy ngay pháp lành Như hoa sen ở bùng tanh Đã ra khỏi nước trở thành đẹp tươi Thế gian ô nhiễm tâm người Người nào ít nhiễm là người tuệ sinh Người nào có ít vô minh Thì nghĩa giáo pháp tự mình tuệ tri Hiểu ra chân lý vô vi Hiểu ra sự thật thoát lý sự đời Phật đà thuyết pháp hợp thời Người nào có trí trên đời hiểu ra Hiểu ngay hai nẻo chánh tà Đường lành đường giữ để mà bước đi. Đường nào tham đắm sân si là đường ác đạo chở đi hiểm nghèo. Đường nào thanh tịnh thì theo thì đường chánh đạo là xéo nhân lành. Phật Đà thuyết pháp độ sanh để người có trí trở thành chân nhân tu tâm từ bỏ hận sân dục tham mê muội thì dần thoát ra khổ đau phiền não vượt qua chứng thành đạo quả mới là trí nhân tiếng gầm sư tử tiếng gầm sư tử oai linh các loài muốn thú ẩn mình hãng sâu tiếng gầm giáo pháp nhiệm màu phá tan tà kiến thâm sâu cõi đời pháp môn thuyết sản đúng thời độ người nhẫn thế về nơi thiện lành thuyền từ phổ độ chúng sanh trầm luân mê muội trở thành trị nhân cõi đời tham đắm hận sân tinh sâu tà kiến bụi trần đã lâu phật đà giáo pháp thâm sâu độ người trí tuệ tầm cầu thoát ly tử sinh tam giới hữu vi cũng vì nhẫn thế đã đi đường tà pháp môn chân chánh thuyết ra xua tan bóng tối mê tà vô minh khiến cho ngoại đạo ẩn mình vào nơi tâm tối chúng sinh mê tà rộng lên giáo pháp phật đà tiếng gầm sư tử thật là oai linh nghe pháp muốn cho trí tuệ cao vời lắng nghe giảng pháp đúng thời tình tâm không nghe giáo pháp mê lầm Suốt đời ta khiến mê tâm bụi trần Nhờ nghe giảng pháp ngộ dần Đâu là tội lỗi chánh chân là gì Không nghe chẳng hiểu cái chi Thật cho là giả tà thì nổi chân Nghe rồi thiện ác mới phân Chánh tà mới hiểu thật chân rõ ràng không nghe xảo pháp ngang tàn không tin nhân quả dọc ngang tội tình nghe rồi tâm thiện khởi sinh làm lành bỏ ác thấy mình thiện nhân không nghe sản pháp hận sân chỉ ham hưởng thụ chẳng ngần hại ai pháp màu chỉ dạy đúng sai gieo nhân lành để tương lai phước lành không nghe pháp sống giật giành thám lam đố kỵ cạnh tránh với đời nghe rồi tâm trí thảnh thơi sống trong chánh niệm sự đời chẳng ham không nghe không hiểu không làm không tu phước trí chỉ hám bụi trần mỗi ngày tội lỗi lớn dần chết rồi phải chịu muốn phần khổ đau nhờ nghe pháp trí thâm sâu tránh xa nhân ác tầm cầu phước ân mỗi ngày phiền não giảm dần thành người trí tuệ chảnh chân ở đời dạ kính thưa đại chúng con vừa đọc xong pháp âm kệ của tác giả sư thanh minh con xin kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc